Các bạn đang khó khăn trong việc thanh toán các gói của Lock Mobile. Các bạn thấy giá của các gói trong Lock Mobile quá cao. Hãy liên hệ với Huga, đập gói giá rẻ, an toàn, nhanh chóng và hiệu quả. xin chào tất cả các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình mình là gio quỳnh hôm nay chúng sẽ cùng với lại team ufo sẽ đi bắt dạo nha các bạn gặp ai gớt khiên thì mình bắt người đó thì cái nhân vật chính của ngày hôm nay là cái anh dad and Forger sure này nói chung lại đang mặc đồ xăng mà offline thì chỉ có nước đai thôi còn cái người cầm đầu cái băng mà đi đánh nhau hôm nay là anh ba đông đây là anh ba đông một con gồng hỗn độn Hiện tại thì cái gali của vui mình đó thì nó đã full rồi các bạn Đây gali đã full rồi ha Huga sẽ vào, Huga chết, coi lính của Huga chữa hết chưa để hồi nó bị chàng bệnh xá nữa Hổng gài đánh nhau, Huga quên chữa lính hoài, bị chàng xá hoài Rồi xong. Còn đủ còn đủ chỗ cho mày lính thì nằm. Khoảng 30 giây nữa thì gali của Huga sẽ đi. 466 triệu và 53 triệu khiêu nha các bạn. Rồi, gali của GD đã đi rồi các bạn. Tiếp đến là gally của Zip mình. Rồi Gally của Bam cũng đã đi SA cũng đã đi bốn Gally một lúc các bạn Gally của mình đã đâm trước rồi các bạn ơi Gally của Huga đã đâm trước rồi Đây chiến thắng các bạn 2,4 Chết 2,4 triệu rồi các bạn Rồi tiếp đến là Gally của các vui còn lại đâm. Rồi cháy toan hết rồi các bạn ơi để mình coi ông ta còn bao nhiêu còn 340 triệu mình sẽ upload cho ông Upline bốn ghế ly đi thì chỉ có nước toan mà thôi. Đây ghế của GFO. Ghế của GFO của mình á thì uh, tiêu diệt 3,7 triệu. Ghế của SA lúc nãy thì tiêu diệt 3,6 triệu lính. Đến ghế của BEM là tiêu diệt được 1,4 triệu. Vậy là ghế của GOD không 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 còn lính để đánh nữa các bạn gali của GD gali trắng ha rồi tướng thì uh, chắc là bị gali của bên uh, bem giữ rồi mình sẽ ra mình coi uh, ông conmidas đây conmidas người cầm đầu gali của bên uh, bem hồi nãy đây conmidas đã giữ uh, tướng của cái ông vừa rồi Ảt chính thức bị zero với các bạn còn 340 triệu thôi đồ xăng offline chống thám thì cũng zero thôi hôm nay thì đi tem mà hôm nay vui gu thu ra đi tem cho nên là zero rất là sướng mình xem lại cái chiến báo lúc nãy nghe các bạn lúc gu mình đâm vào thì ông này còn 7,3 triệu lính và đã chết 2,4 triệu nữa. bị thương có 3,6 triệu thôi lính bên mình đi là t4 t5 full cung đây ông ta chết là lúc nãy ông ta đã chết uh, toàn bộ cái kỵ t tư và một phần cung tê tư kèm theo đó là t 2 t 3 đi uh, khá nhiều luôn các bạn cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau nếu các bạn có gì thắc mắc cứ comment bên dưới video tôi sẽ giải các thắc mắc của các bạn xin chào